Chúc Minh xin kính chào quý khán giả của đài VNA TV trên băng tầng 57.3. Và hôm nay chương trình Thi Ca lại tới với lại quý khán giả. Thưa quý khán giả, hôm nay Chúc Minh sẽ đưa quý khán giả về thưởng thức những bài thơ mà của Vũ Hoàng Chương. Và Chúc Minh sẽ diễn ngâm sau đây. Thưa quý khán giả, bài thơ Nửa đêm trừ tịch của nhà thơ Vũ Hoàng Chương chắc nhiều quý vị khán giả biết. Và hôm nay Chúc Minh xin được gửi đến quý khán giả. Bấy nay một mối tình cao quý tưởng đã chìm sâu cát bụi đời. Khoảnh khắc thiêu tàn duyên tục lụy, nửa đêm trừ tịch gió lên khơi. Giai nhân danh sĩ mấy người, bốn phương tâm sự một trời, cô đô mười năm qua đến bây giờ nhìn nhau thấy cả giấc mơ thủa nào. Xuân về nhớ thủa ngát chiêm bao, dòng nước trôi xuôi chợt nghẹn ngào. Lạc lõng vàng son màu lữ thư, cành mai gượng ánh mặt hoa đào. Mười phần xuân có gầy hao, tấm lòng xuân vẫn rạt rào như xưa. Mấy phen biết đón hồng đưa, dẫu rằng xong vẫn là chưa thỏa nguyện. Chung một nòi thơ chín kiếp duyên, mối tình nguyên thủy vẫn y nguyên. Trải vui trăng nước sầu mưa gió, cùng lạc về đây bốn hướng ngã thuyền. Cảm thông giữa phút hàn huyên, ta nghe cặp mắt u huyền nào. Vũ Lăng nhớ chuyện suối đào, chia tay chẳng biết phượng nào tìm quê. Có nghĩa gì đâu một chữ về, nếu không ngàn dặm ngược sơn khê.
nếu không ngược cả 10 năm ấy về tận kinh đô của ước thề. Mùa xuân quạt gửi thơ đề, bảo dùm ta Chúa xuân về. Còn không, hỡi ơi một phút mơ màng đã tan rồi mấy phượng long sầu lên. Xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe bài thơ Trừ Tịch của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Và sau đây chúng mình xin gửi tới quý khán giả một bài thơ nữa, cũng là của nhà thơ Vũ Hoàng Chương, vì chúng mình rất là yêu thơ và rất là say mê đọc thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Vì đọc cái tiểu sử của nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã bị tù, và khi mà về chỉ có mấy ngày sau là nhà thơ đã mất. Và nhà thơ mất vẫn rất là còn trẻ. Vì vậy cho nên cũng làm cho chúng mình rất là cảm phục và kính trọng Đăng Trình. Bao nhiêu hạt cát bến sông này đã bấy nhiêu ngàn thế kỷ nay, ta vượt ngàn năm đường ánh sáng, tự ngoài vô tận đến nơi đây. Trái đất mừng ta nhạc vút cao, băng sơn gầm thét hỏa sơn gào. Bóng ta in xuống chân trời mới, nhật nguyệt hai phương ngửa mặt chào. Muôn màu chén dự lễ đăng quang, biển nước xanh lơ, biển cát vàng, hoa tim buông lơi sườn cỏ biếc. Ôi rừng trinh bạch đảo hồng hoang, nhưng vẻ thiên nhiên tự buổi đầu với thời gian đã mất về đâu. Núi sông mòn mỏi bao hưng phễ, hiện nét già nua mặt địa cầu. Đại lục buồn soi bóng đại dương, cỏ hoa rừng đảo úa dần hương. Cũng như trái đất khô dần nhựa, còn chỉ còn dư vị chán trường. Đêm đêm ta dõi mấy tầng cao, tìm một không gian mới lạ nào. Lấp lánh quê trời thơ hẹn bên, giam mình quê đất mãi hay sao?
Nhân loại ra đi chẳng một lần, hợp tan nào khác mảnh phù vân. Trên đã tốc độ siêu quang ấy, một chuyến đăng trình, một hóa thân. Này núp vèo qua hệ thái dương, ném sau ngàn đốm lửa kim cương. Mạn phi thuyền cháy lên rừng rực, ta gõ mà ca thiên nhất phương. Xin cảm tạ quý khán giả đã lắng nghe những vần thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Và nhà thơ Vũ Hoàng Chương có những bài thơ như là Giấc Mơ Tái Tạo, mà bài thơ này chắc chắn là nhà thơ tặng người mà nhà thơ thương. Chúc Minh xin gửi đến quý khán giả sau đây. Vũ Hoàng Chương tặng Giáng Kiều 1954. Lòng vẫn tơi bời ngọn lửa thiêu. Dạ, thưa quý khán giả, vào đề bài thơ mà đã thấy ngọn lửa là nó thiêu đốt của tình yêu, chắc tình yêu nóng bỏng lắm thưa quý khán giả. Lòng vẫn tơi bời ngọn lửa thiêu, nhớ thương hờn giận vẫn là yêu. Nhớ đêm khoảnh khắc mơ thần nữ, thương chuyện mười năm đợi Giáng Kiều. Xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe và chúng mình xin ngừng chương trình thi ca trong giây lát, và chúng mình sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.